Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục những cuốn video đến với triển lãm sinh vật cảnh xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tôi thấy các anh đang nhận định và bàn luận về một cái tác phẩm xanh bám đá. Không ở nhà để bán hàng à? Có người ở nhà rồi. Của anh Thiện đến từ Hữu Bằng. Thế bây giờ anh đã nhầm được cây nào để sau triển lãm mang về chưa? Cháu đang Anh nhắm một cây cho anh gọi điện anh hỏi tí cho này. Cháu vừa hỏi chục cây rồi. Gọi điện hỏi rồi. Hỏi chục cây rồi. Nhưng đều giá cao quá. Ai sẽ biết giá anh ơi. Cây này bao nhiêu? Cây này nó khoảng 100 triệu ạ. Tức là người ta báo 100 à? Nhưng mà đó là quê ghép điền chứ không phải làm điền nhá. Tức là quê ghép lá điền. Và họ đục thân họ đưa cái em cái cổng vào đây. Nếu mà bác là quan tâm là cháu có thể là cháu sẽ là cái cột kết nối. Cháu sẽ ship toàn quốc. Đây là nhà cháu đang bán. Đấy rồi là cái ông bác. Thế cái này của ai? Của ông bác là cháu. À của ông bác anh. Nhưng mà anh thay mặt ông bác. Có thể tiếp khách và ship hàng toàn quốc. Vâng. Thế cây này giá bao nhiêu anh? 100 triệu ạ. Tròn 100 triệu à? Vâng. Chứ không thích con số 98 à? Nhưng mà của cháu đó, 98. À, tức là phải 100 triệu. Vâng. Vâng. Rồi. À, bác có hỏi cái này Cây này là của nghệ sĩ Nguyễn Văn Minh này hay sao này? Đấy, cây này 100 triệu đây các bác này. Cái này là trước của nghệ nhân Nguyễn Văn Minh tạo ra. Cái này của anh Nguyễn Duy An à? Vâng. Đến từ Hữu Bằng đây. Vâng. Anh này là anh nào nhìn quen quen nhỉ? Vâng, thế cây này thì bao tiền anh ơi? Cái này cho đằng giao lưu là 26 triệu nhá. 26 triệu. Bốn cây này mới được một cây kia. Vâng. Rồi. Đây xanh quê bác nhá. Xanh quê. Thế còn cây nào có báo giá được luôn không? À chỗ này tôi thấy canh trang trí hai cây xanh 8 tầng gọi là tầng lùn đi. Đây. Đây hai cây xanh 8 tầng này. Và hai cây xanh 8 tầng này cũng của anh Duy An. Đôi 8 tầng này thì giá nào anh? Bao nhiêu? 160 triệu. 160 triệu cả đôi. Vâng. Vậy là 80 triệu một cây. Và bây giờ buổi chiều rất nhiều người xem rồi, đông rồi. Lúc nãy mình đến chỉ có 2-3 người đấy. Bây giờ dày sân rồi. Đấy, cả nhà đang đứng quây quanh một cái cây xanh lá móng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, đây là một cây xanh mà được đặt trên một cái chậu lá lật. Nhìn cái chất lá đẹp quá. Và cây xì và chúng ta đến với một cây tùng, cây này gọi là cây tùng xà đi, cây tùng của Vương Văn Hà đến từ Tam Hiệp. Và đây là cây phi lao. Nhìn thấy giống như rẻ như nhỉ, nhưng mà lé là giống rẻ chứ không phải là như đóng nặng đâu rồi, nhưng lé như giống rẻ. Ui giời, cây xanh này nhỏ thôi mà nó đùn ra lù cục khiếp rồi. Này các bác, như là cây xanh lù này. Nó đùn ra nó nhỏ mà nó đưa ra rất nhiều. Chào bác. À vâng, chào anh. Hai ông cháu đi xem cây. Hả? Em mất số của bác. Ừ. Thế nên là vào hôm trước tìm số bán thì không tìm thấy đâu rồi. Và thế bây giờ có số chưa? Dạ. Có số chưa? Rồi em mất số bán rồi. Lấy điện thoại ra tôi đọc cho. Vâng. Rồi. Cây xanh này của Trần Văn Khanh này, đến từ Tam Hiệp này. Cây xanh tầm nhỏ chơi hay quá nhỉ. Tôi đọc nhá. Vào bàn phím chưa? 0968 804 803. Rồi. Nháy đổ chuông sang đây cái. Đấy, có chuông rồi đấy, được rồi đấy, xong rồi đấy. Và Trần Văn Khanh có hai cây này. Hai cây đều hàng bonsai bàn trà đẹp đấy. Cây của bác à? Không, của Khanh ở Tam Hiệp. Khanh ở Tam Hiệp. Ừ. Coi có mấy bần mà này. Và cái khu này thì cả cái dẻo này tôi thấy triển lãm có rất nhiều cây bóng rất hay, những cây khá là chất lượng. Đấy, ví dụ như đây các anh đang đứng xem một cây vú sữa này. Đấy, đây là cây vú sữa và bên cạnh đó là một cây tùng La Hán. Cây vú sữa chủ cây là của anh Nguyễn Thanh đến từ Vĩnh Tường. Nguyễn Thanh Thú, và anh Nguyễn Thanh Thú nickname Facebook của anh là Thu Thanh đấy. Cây vú sữa này. Và đây là cây tùng. Thank you.
Đánh xe vào để chở cây về sao đấy? Cây nào? Chú lấy cây nào đấy? Ồ, hay quá nhỉ. Chưa khai mạc mà đã bán cây đem về rồi. Chở tủ à? À, chở cái tủ về sửa sao đấy? Đẹp quá. Tất cả đều cái khu này là có mấy cây xanh tầm lớn này đều là những cây nổi đình đám hết đây. Đây này. Vâng, canh nậu chúng ta được biết là một địa bàn, một địa phương có cái nghề truyền thống, đó là nghề gỗ. Gỗ canh nậu. Đấy, gỗ Hữu Bằng. Một vài xã liền kề nhau của huyện Thạch Thất đều có nghề. Đó là nghề chủ lực, là những nghề gỗ. Đóng đồ, làm nhà. Tất cả những cái trang thiết bị về gỗ là đều đáp ứng được. Đây có cây lục vừng, tại thời điểm gió lạnh như thế này vẫn có những buông những sợi hoa đây này. Đấy, đó là cây lục vừng của anh Nguyễn Đình Tranh. Vâng, đến khu này thì hết rồi. Đây là cái lối ra vào của hội trường Ủy ban Nhân dân. Đằng này thì hết rồi. Sành lá rất bé. Dáng trực văn nhân. Mặt trước cây là phía bên kia. Của anh Châu Trọng Thạch Thất. Đây, mặt phải của cây. Vâng, với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. À vâng, chào anh. Chào anh nhé, chào anh em. Đấy, chiều nay bây giờ bắt đầu anh em kéo đến đông này. Tôi đến đây lúc đấy mới có 2-3 người lác đác. Đấy, buổi chiều rất là sinh động rồi, rất đông người rồi. Ở bên này sang bên kia khu đồ gỗ tham quan nữa. Được rồi, tí tôi sang, bây giờ sang đây. Ngày mai gần xuống dự khai mạc mà. Vâng, và với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.